Thúc Ngọc ca ca, lùi xuống đi. Tuân lệnh. Cuối cùng cũng đã đến thành U Châu. Ta thấy thế này, ta hộ tống công chúa đến dịch quán trước, rồi đến phủ đô đốc gặp quân được không? Ngụy Lăng quân mới là đặc sứ Trường An, ta đến thì có ích gì chứ? Nhưng có điều Ngụy Lăng quân đang nghĩ, e là không phải hộ tống công chúa, mà là muốn tránh mặt ta để đi tìm vị quận chúa đó, phải không? Hà tất phải du quan cho người khác như vậy? Ta không hộ tống công chúa, chẳng lẽ là huynh sao? Ta hộ tống thì đã sao? Nếu như ngươi đã chủ động mở lời, vậy bổn công chúa lệnh cho ngươi, lệnh cho ngươi đi theo bảo vệ ta, không được rời nửa bước. Ngụy sứ quân có ý gì không? Tuân lệnh. Nếu đã là lệnh của công chúa thì cứ an bài như vậy đi. Vẫn phải phiền hào huynh gửi một bức thư đến Trường An, thông báo với điện hạ về tung tích của công chúa, tránh để điện hạ lo lắng. Giờ này ngày mai chúng ta gặp nhau ở cổng phía đông của thành. Đừng nói thừa nữa, huynh cứ đưa đám hộ vệ này đi, để đảm bảo đại sự vẹn toàn. Đám hộ vệ này vừa nhìn là biết là người ở trong quân ngũ rồi. Ta và công chúa ở lại đây sẽ khiến cho người khác chú ý. Ta đưa công chúa về dịch quán nghỉ ngơi. Có điều phiền công chúa phải đích thân cưỡi ngựa. Ta nhất định phải giữ chân hắn. Công chúa cứ đi thế này thì trời tối cũng không đến nơi. Ta là công chúa, ngươi phải nghe theo ta. Được, vậy ngươi cứ đi thông thả. Đi. Hạo, Hạo Đô, sao ngươi lại không đợi ta? Công chúa bám chắc nhé, nếu không người mà ngã xuống thì không liên quan tới ta. Đi. Đi.